chính là súng bắn tẩy hay còn gọi là súng cao áp. Cái công dụng của nó thường để chúng ta xử lý cái bản in. Khi mà trong quá trình mình lên keo chụp bản thì có những cái chi tiết nhỏ mà nó không thể hiện rõ ra được thì mình sẽ sử dụng đến cái súng này. Hoặc trong khi in vải, đối với in mực nước thì vào cái mùa hè này thường xảy ra cái hiện tượng bị tắc lưới do thời tiết khô, thì mình cũng có thể sử dụng cái súng này để bắn trực tiếp lên những cái chi tiết mà nó bị tắc lưới. Phương thức sử dụng của nó thì rất đơn giản, bạn có thể tháo cái bình này ra đây như thế này, sau bạn cho nước vào, sau đấy là mình lắp lại. Sau đấy mình cắm nguồn điện. Nguồn điện đây là nguồn điện 220V, như vậy là nguồn điện gia đình mình có thể sử dụng được. Sau đấy mình nhấn vào cái nút này, nút đây là nút để phun nước ra. Mình phun trực tiếp lên cái bản in hoặc là cái khung in, cái bộ phận mà mình cần làm cho nó thông suốt. Đối với bản in thì là bị mắc keo, và đối với cái khung in thì là bị tắc mực. Đây trên tay tôi đây là chỗ này là móc treo. Bạn rất là tiện dụng, mình có thể treo sản phẩm lên khi không sử dụng đến. Đây là loại súng bắn tẩy được sản xuất tại Đài Loan theo công nghệ Đức nên là rất là bền, và phương thức sử dụng là rất là đơn giản. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, bạn có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại 0976 249 627 hoặc truy cập website mực in nguội.com.